Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Người ta vẫn thường hay nói rằng, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đẹp như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Tình yêu xuất phát và trái tim bắt đầu rung động khi chợt bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười và một cái nhìn từ đối phương. Đâu đó trong một bộ phim ngôn tình của Trung Quốc đã từng khiến nhiều người điên đảo với câu nói: nếu như sớm biết có ngày anh yêu em nhiều như vậy, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhận ra được định mệnh của cuộc đời ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả đúng thật rất hoàn hảo, không chọn nhầm người, không gửi trao tình cảm nhầm người. Suốt đời là một đường thẳng cùng với người kia, nắm tay bước về đích hạnh phúc. Theo tử vi học, có thể nói tình yêu sét đánh chính là một dạng của chuyện tiền định. Bất cứ con giáp nào vừa gặp đã yêu với người khác chính là sự mỹ mãn nhất. Nhất là trong những tháng cuối năm, có một số con giáp vận tình duyên vô cùng vượng phát. Chỉ cần bước chân ra đường là có thể gặp được tình yêu sét đánh. Hãy cùng kênh Phong thủy Sa Cát tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên là tuổi Mão. Người tuổi Mão sống khá cảm xúc, họ luôn cho rằng nếu ai có được tình yêu là hạnh phúc nhất đời người. Vì thế, lỡ yêu ai đó rồi, họ sẽ luôn mong dành cho người mình yêu một tình yêu chung thủy và nồng ấm. Vì quá coi trọng cảm xúc nên gặp ai đó mà có tình cảm ngay là họ chớp lấy ngay cơ hội. Họ hy vọng sẽ gặp được tiếng sét ái tình, người mang lại cho họ cảm giác mới lạ và muốn chinh phục, theo đuổi. Bạn có biết mình là con giáp nữ mang mệnh quý nhân hay không? Và may mắn sẽ hé mở với người tuổi Mão trong 6 tháng tới, làm cho cuộc sống của họ thêm phần thú vị. Họ sẽ là một trong những con giáp sẽ gặp tình yêu sét đánh trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng vội vàng bắt đầu tình cảm ấy một cách quá nhanh chóng. Dường như chỉ một cử chỉ đáng yêu của họ thôi thì cũng đủ khiến cho tuổi Mão say mê ngắm nhìn và họ biết rõ con tim mình đang thổn thức dõi theo và lặng nhìn đối phương. Họ có cảm nhận rõ ràng đã rất lâu rồi mới được sống lại cảm xúc này. Những cảm xúc khá rõ ràng khiến con giáp tuổi Mão như bị hành hạ và luôn mong ngóng đối phương sẽ là của mình. Nhưng may sao họ vẫn phải kiểm soát mọi thứ chậm lại một chút. Hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu bắt đầu quá nhanh thì kết quả là kết thúc cũng nhanh chẳng kém. Điều này thì không phải ai cũng muốn, phải không? Thứ hai là tuổi Tỵ. Đừng nghĩ rằng con người chăm chỉ tập trung vào công việc như con giáp tuổi Tỵ là không biết yêu. Chỉ khi bạn nhìn thấy họ say mê ai đó, bạn mới nhận ra rằng họ cũng si tình như bất cứ ai trên cuộc đời này. Trong thời gian tới, họ là một trong những con giáp xa vào lưới tình với một người mới gặp. Đó là điều ít ai ngờ nhất, đặc biệt là sẽ có người sốc khi họ giới thiệu người yêu. Chính vì họ quá tập trung vào công việc nên có lúc họ cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi và khi vô tình họ nhìn xung quanh và thấy dáng ai đó thật thu hút, thật đẹp khi đang tập trung làm việc thì điều này đã lưu ngay vào tâm trí họ, khiến họ có tình cảm với người đó lúc nào không hay. Đặc biệt là những lần chán nản, họ vô tình bắt gặp ánh nhìn tình cờ với người ấy và hai người dù không quen nhưng cũng nhoẻn miệng cười làm tan đi bao nặng nhọc, căng thẳng hiện tại. Cảm giác bình yên ấy đúng là những gì họ cần và đó là lý do con giáp tuổi Tỵ sẽ cho rằng như vậy là mình đã yêu và rất cần người ấy ở bên cạnh. Ngoài ra, những người tuổi Tỵ thích cảm giác thách thức, nên với những mối tình mang tiếng không được lâu bền như vậy sẽ khiến họ bị kích thích và muốn được trải nghiệm. Con giáp này nếu vướng vào tình yêu sét đánh là điều mà họ mong chờ vì đó là khi họ có cơ hội sống thật hoàn toàn với cảm xúc của mình. Thứ ba, tuổi Mùi. Tình yêu lãng mạn, cuộc sống lãng mạn cho đến ngoại hình
cũng phải lãng mạn, là tiêu chí của người tuổi Mùi luôn đề cao trong cuộc sống của mình. Tâm hồn lãng mạn ấy sẽ được thỏa mãn trong thời gian tới khi họ là một trong những con giáp dễ gặp tình yêu sét đánh. Họ tham gia khá nhiều cuộc gặp gỡ, giao tiếp với mọi người để đẩy mạnh việc kinh doanh đang trì trệ. Chỉ cần bằng một ánh nhìn, cử chỉ quan tâm hay phong thái lãng mạn của ai đó trong cuộc họp, buổi tiệc cũng đã đủ để khiến họ mê muội đối phương. Thậm chí trong tình yêu, con giáp này còn đẩy sự lãng mạn đến cao trào và giúp nửa kia cảm nhận được chuyện tình của họ hệt như một cuốn phim. Bù lại, khi thấy được tấm lòng chân thành của tuổi Mùi, đối phương cũng sẽ đáp lại thật lòng. Tuy nhiên, họ không quá tin vào tình yêu sét đánh, có thể đêm thao thức, nhưng họ suy nghĩ khá kỹ lưỡng trước khi quyết định. Khi thực hiện một việc, thường xác định rất rõ mục tiêu và hướng đi dài hạn. Họ yêu nghiêm túc và chân thành. Tiếp theo là tuổi Thân. Con giáp tuổi Thân độc thân khá lâu vì họ mải mê tìm kiếm một người khiến họ cảm thấy xung động từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thế nên, theo tử vi năm 2020, người tuổi Thân rất dễ vướng vào mối tình sét đánh khi gặp người họ thực lòng thích, nhất là trong 6 tháng tới đây. Họ thích được quan tâm thật lòng nên chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ quan tâm, một hành động lãng mạn và ga lăng đã đủ để họ mê muội đối phương, cho dù đó chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Ngoài ra, người tuổi Thân là mẫu người thiên về vật chất, biết hưởng thụ cuộc sống và đam mê cái đẹp. Chỉ cần người kia có một điểm nào đó cuốn hút mà không ai nghĩ tới, như là đồng hồ sang trọng, chiếc túi hiệu họ đeo cũng đủ thu hút con giáp tuổi Thân từ cái nhìn đầu tiên. Họ quan niệm yêu là điều đẹp đẽ, thuần khiết nhất. Do vậy, nếu có cơ hội, thậm chí họ tự tạo ra cơ hội để yêu và được yêu, thậm chí là dù chưa biết đối phương là người như thế nào. Đó là lý do nếu có đôi lần thất bại trong các cuộc tình, cơ bản là vì họ thấy cảm xúc đã không còn nữa, trong khi họ thích cảm giác phiêu lưu, thêm chút mạo hiểm thì họ vẫn không chịu dừng lại, vẫn khao khát tìm tình yêu sét đánh, nên họ lại tiếp tục đi tìm kiếm những cảm xúc mới. Cuộc sống của họ vì thế mà tươi mới, không tẻ nhạt. Nhưng thực ra, họ đang trốn tránh cảm xúc thật tận sâu trong lòng mình vì mối tình qua đi cũng để lại những vết sẹo khó lành. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp đỏ tình thì có những con giáp cuối năm 2020, có những con giáp gặp may mắn và nhiều tài lộc trong nửa cuối năm nay. Tất cả đều do các con giáp này sau những ngày tháng làm việc và cố gắng không ngừng nghỉ đều đã nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Và phần thưởng ấy trực quan nhất chính là tiền bạc. Vậy bạn có biết con giáp phát tài nửa cuối năm 2020 gồm những ai không? Hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tuổi Dậu. Người tuổi Dậu vốn có tính cách quyết đoán, một khi thấy cơ hội xuất hiện trước mắt thì không bao giờ chần chừ hay do dự. Nửa cuối năm 2020, tuổi Dậu kiếm tiền sẽ giảm hơn hẳn người thường. Một phần vì họ là con giáp tốt số, rất thông minh và nhanh nhạy. Nhưng đa phần thì phải kể đến tầm nhìn xa trông rộng. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, con giáp này sẽ thực hiện không chút băn khoăn. Cho dù mọi người xung quanh có ra sức khuyên can thế nào, họ cũng sẽ thực hiện đến cùng. Bởi phàm là có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, con giáp này luôn cảm thấy tràn trề tự tin. Bởi nửa năm trước đó, họ đã được thưởng thức hương vị của thành công. Vậy nên hiển nhiên, quãng thời gian sau đó, họ lại sẽ càng thêm cố gắng. Nói không ngoa, số tiền tuổi Dậu kiếm được trong khoảng thời gian này có thể bằng người khác kiếm được trong 5 năm cộng lại. Con giáp phát tài nửa cuối năm 2020 này hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống là do chính mình nắm giữ. Dù chọn mục tiêu trước mắt có xa xôi đến đâu, chỉ cần mạnh mẽ tiến lên thì chắc chắn thành quả gặt hái được sẽ không khiến bạn thất vọng. 2. Tuổi Thìn. Từ trước đến nay, người tuổi Thìn luôn không ngừng rèn luyện bản thân và cố gắng. Cho dù gặp khó khăn cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc mà phải nỗ lực vươn lên. Tài năng của họ được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Những gì họ đạt được là hoàn toàn xứng đáng chứ không phải may mắn như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, nửa đầu năm vừa qua, con giáp này không đạt được thành tích nào nổi bật, thậm chí là một người khá trầm lắng trong tập thể. Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2020,
thời cơ đã đến với họ để họ có thể vươn lên, nắm bắt và thể hiện bản thân, khiến những người trước đây đã từng coi thường mình phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Nhờ vào nỗ lực và mắt nhìn tinh tế của mình, cơ giáp này có thể nhận được đâu là cơ hội mình nên nắm chắc, không được buông tay. Trong quá trình vươn tới thành công, họ có thể trầm lặng, không khoe khoang với ai, nhưng thành tích họ đạt được chắc chắn sẽ khiến người khác trầm trồ, kinh ngạc và ghen tị. Tuy nhiên, khi đã đạt được thành công, cơ giáp phát tài nửa cuối năm 2020 này cũng chớ nên kiêu ngạo mà cần tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ. 3. Tuổi Sửu. Ấn tượng đầu tiên mà người tuổi Sửu tạo cho người ta là sự chăm chỉ và cần cù, không ngại khó, không ngại khổ. Họ không tranh giành, mâu thuẫn với ai, cho dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt, họ cũng sẽ không tranh chấp với người khác. Họ tình nguyện nhường cơ hội cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Nhưng cũng chính vì cái tính cách trầm lắng, không ganh đua này mà họ mới khó đạt được thành công, đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2020, tuổi Sửu đã nhận ra mình không nên quá hiền lành hoặc nhẫn nhịn, thậm chí là để cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Họ sẽ dần trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, biết giành lấy những thứ vốn thuộc về mình. Nhờ vậy, cả trong công việc bàn giấy lẫn công việc kinh doanh, họ sẽ đều gặt hái được những thành tựu đáng kể. Số tiền mà họ kiếm được chắc chắn sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy ghen tị. Xong, bạn chớ biến mình thành con giáp kiếm nhiều, tiêu cũng nhiều. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và đừng để bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.